chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời tuổi canh tí sinh năm 1960, tổ tiên báo mộng, giận may liên tục ập đến, tiền tỷ cầm tay, trả sạch nợ nần, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trên chặng đường đời phải trải qua mưa gió mới mong đến một ngày bình yên, phải dấn thân vào đêm đen mới đến được một ngày mai tươi sáng. Những người không tin rằng vận mệnh của mình nằm trong tay thì mình sẽ dành cả ngày không làm gì và không có mục tiêu, giống như một chiếc thuyền buồm trôi trên biển ở bất cứ nơi nào nó đi và sống một cách vô nghĩa. Thế nhưng, hiểu mệnh và biết mệnh có thể khiến con người ta thuận theo hoặc quá giải khéo léo những hung hạn mà tương lai đổ xuống. Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Ghi đi tìm hiểu dẫn số của con giáp tuổi canh tí sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Từ đó nắm rõ số mệnh của mình sẽ ra sao trong từ nay đến rằm tháng cô hồn đặc biệt này quý khán giả nhé. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi, theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi canh tí, họ thông minh lanh lợi và sống theo cảm tính họ rất hiếu động tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng là người tháo giác xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt với đầu óc sáng tạo thì người tuổi canh tí được biết đến qua sự thông thái của chính họ những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn tuổi canh tí rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao những người cầm tinh con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo giác, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn, chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi canh tí rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi canh tí vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy, khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy, khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Tuổi canh tí vốn thông minh, lanh lợi, đa mưu, túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thông thả, đỡ vất giả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, tài lộc ngày càng gia tăng, thời vận của tuổi canh tí từ nay trở đi sẽ vô cùng dượng, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, công việc được quý nhân nâng đỡ đều tiến triển một cách thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi mà canh tí luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương, giúp đỡ. Tuổi canh tí có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi canh tí và luôn được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần cần cù và sinh hoạt tiết kiệm, ở người tuổi canh tí, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến. Dễ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động, rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Về gia đạo, mọi người trong gia đình rất ít khi cãi nhau, cho nên cuộc sống thường hòa thuận, vui vẻ, càng về già thì cuộc sống càng an nhàn, thảnh thơi hơn khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày nhiều hơn nữa. Theo tử di trọn đời tuổi canh tí, từ trung giận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, giận tài lộc cũng theo đó mà tới, tài lộc của canh tí rất dồi dào và bất tận, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, càng về già, càng nhận được nhiều thành quả và phước báo, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy an nhàn hưởng phúc bên con cháu theo đánh giá chung thì tuổi canh tí đều có khả năng lãnh đạo đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi canh tí thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái linh hoạt một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh sẵn sàng vượt mọi khó khăn nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định đặc biệt tuổi canh tí được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao trong công việc làm ăn buôn bán canh tí luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công nam mệnh tuổi canh tí vào thời thơ ấu Nam mệnh tuổi canh tí có rất nhiều sóng gió, tới thời trung giận họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại. Khó khăn trong cuộc đời, vào khoảng thời gian này, có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp, công danh, về hậu giận thì an nhàn, sung sướng. Cuộc đời của những người nam tuổi canh tí sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi vào độ tuổi từ 30 trở đi, lúc này sẽ dần gặt hái được những thành công trong công việc, dư giả hơn trong chuyện tiền bạc. Nữ mệnh tuổi canh tí cuộc đời của nữ mệnh canh tí suôn sẻ, không có nhiều giấc giả, càng về trung giận và hậu giận thì cuộc sống càng hạnh phúc, yên ấm và nhận được nhiều niềm vui từ con cháu. Gia đạo thì thường ấm no, hạnh phúc do các thành viên trong gia đình vì biết giúp đỡ, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời cùng vun dáng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cũng khá tốt, ít ốm đau bệnh tật, nếu biết làm nhiều điều tốt tích đức thì sẽ kéo dài tuổi thọ. Số mệnh của họ có phúc đức nên cuộc sống nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng, vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Xét tổng quan vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy, thương hại mang lại cho tuổi Canh Tý cảm giác bất công, mọi công sức của mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Không ít người cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại. Nếu muốn tìm kiếm một công việc phù hợp hơn, bạn cần chút thời gian nâng cấp hồ sơ của mình. Lâm quan nhập mệnh cho thấy, sự độc lập, tự chủ của tuổi canh tí trong mọi việc đôi khi do hoàn cảnh dồn bạn tới chân tường, nên bạn trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn bao giờ hết. Có thể thấy thời điểm này bạn không nhờ được mọi người, vì thế khi gặp khó khăn phải tự mình chống đỡ, tốt hơn hết bạn hãy tự chuẩn bị trước những công việc của mình một cách chu đáo cẩn thận bạn nhé thực ra bạn khá tin tưởng con đường của mình nhưng không phải ai cũng trong hoàn cảnh tương tự nên họ không hiểu không ủng hộ thế nên tốt hơn hết là không cần giận hờn làm gì thay vào đó hãy tập trung thực hiện khi có kết quả thì không ai có thể từ chối bạn nữa tình hình tài chính thời gian này cũng khá ổn định bạn kiểm soát được tình hình tài chính hiện tại nên khó khăn cũng đã tạm lắng xuống Tiếp theo sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Canh Tý cho thấy rằng lĩnh vực tài chính cũng sẽ là chủ đề sôi nổi tại thời điểm này. Đây là thời điểm phù hợp để bạn có thể lập một kế hoạch tài chính cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Các hợp đồng mới mở ra những cơ hội đáng mơ ước cho con giáp tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, bạn cũng cần thận trọng để cân nhắc nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định, đề phòng những cái bẫy không mong muốn. Thiên đức mang tới cho tuổi Canh Tý cơ hội liên quan tới tiền bạc, người làm ăn kinh doanh thời gian này cũng rất dễ phát tài. Phát lộc Hãy tận dụng các nguồn lực đang có để đạt được doanh thu như ý trong thời gian này bạn nhé. Bên cạnh việc tiết kiệm, bạn cũng cần để dành để đầu tư. Nếu số tiền chưa đủ nhiều thì hãy đầu tư vào bản thân bằng việc mua sách, tham gia các khóa học. Chỉ khi bạn thực sự nâng cấp bản thân thì dòng tiền lớn hơn mới đổ về túi của bạn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi canh tí sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử Di từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng tỷ kiên gây ra những nhiễu loạn trong cuộc sống cho tới công việc của con giáp tuổi canh tí. Trong thời gian này, bạn khá giấc giả, phải tự mình lo lắng mọi thứ nhưng lại có kẻ phủ nhận công sức. Thay vì chống đối, bạn nên tuân theo đường cố, không nên tranh cãi. Cứ im lặng tập trung vào công việc và để kết quả cuối cùng là câu trả lời rõ ràng nhất. Có những kẻ không hiểu chuyện thì tốt hơn hết là nên tránh xa. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy thử đánh giá lại bản thân xem liệu bạn có đang quá cứng nhắc hay không có thể bạn chăm chỉ nhưng cách thể hiện không linh hoạt nên mới bị hiểu nhầm tam bích bay về cung đông bắc người mệnh tam bích tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao dây chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước cạnh tranh mạnh càng nhiễu nhương phức tạp Xét về phương diện sức khỏe của tuổi canh tí sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử Di cho thấy, thời điểm này bản mệnh khá bận rộn, nên ngay khi có thời gian được nghỉ thì nhớ tranh thủ nghỉ ngơi bạn nhé. Cố gắng gác lại những lo lắng, muộn phiền trong thời gian gần đây để có được giấc ngủ thật ngon, vì đó là cách bạn sạc lại tinh một cách nhanh nhất. Bạn đã biết rất rõ lợi ích của việc tập luyện thể thao thường xuyên, nhưng vì quá lười hoặc không sắp xếp được thời gian hợp lý cho việc này. Tuy nhiên, thời điểm này rất phù hợp để bạn bắt đầu với mục tiêu cải thiện sức khỏe của mình. Thời điểm này, chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Vì thế, bạn có thể rủ bạn bè để cùng nhau duy trì tập luyện nhé. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi canh tí sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử Di từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi canh tí nhận thấy, những ngày cuối tuần tại thời điểm này, bạn sẽ đắm chìm trong không gian riêng tư, không sợ ai bị quấy rầy. Bạn đang muốn tái tạo lại năng lượng của mình nhưng vẫn có những người nhận xét là bạn có phần lạ lùng, xa cách, tính cách cứng nhắc có thể là nguyên nhân người thân con cháu cảm thấy bạn xa cách, cho dù thật lòng bạn rất yêu thương gia đình của mình, vì thế, bạn nên học cách thể hiện bày tỏ cảm xúc của mình một cách dịu dàng và ấm áp hơn nhé. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 của tuổi canh tí sinh năm 1960 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi canh tí sinh năm 1960. Thời điểm 4 ngày này của tuổi canh tí, vận khí sa sút, mưu sự dễ gặp trục trặc, công việc đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhờ được thiên đức quý nhân giúp sức nhưng không nhiều. Bản mệnh tự thân vận động là chính, tài vận có nhiều biến động, bản mệnh hãy thận trọng trong các hoạt động cầu tài kẻo toàn gặp xui xẻo. Đầu tư mạo hiểm không phù hợp trong thời điểm này, bạn nên từ bỏ ý định đó, kinh doanh buôn bán vẫn túc tắc nhưng không lý tưởng, vì dân gian quan niệm đây là thời điểm trong tháng cô hồn, hàng hàng mã mua hàng dễ hung hoặc gặp xui, nên tình hình kinh doanh có phần chững lại. Phương diện sức khỏe cần phải chú ý nhiều nhất, bởi nguyệt lệnh lâm bệnh lại có thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng cần chú ý nhiều tới hệ bài tiết, chủ yếu là thận. Tuổi canh tí lâm cục diện hại thái tuế, dần khí sa sút có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám, mưu sự gặp nhiều khó khăn hơn trước. Mặc dù có được sự hỗ trợ của thiên đức cát tinh, nhưng sự thành hay bại phụ thuộc vào bản thân của bạn là chính, khó khăn trong công việc chủ yếu đến từ vấn đề con người. Là chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, vì ghen tị, đố kỵ với tài năng và thành tích bạn đạt được mà sinh hiềm khích, gây khó dễ khi làm việc. Dù trong môi trường làm nào thì cũng thế, dù có chuyên nghiệp đến mấy nhân vẫn còn những cá nhân thiếu chuyên nghiệp, vì thế, hãy bỏ mọi điều tiếng thị phi ngoài tai, đừng đổ thêm dầu vào lửa mà quỷ hoại tiền đồ, tuổi canh tí nên suy nghĩ tích cực hơn, buông bỏ bớt sân si. Bạn sẽ có cách nhìn mới lạ về công việc của mình, biết đâu sẽ cho ra đời những ý tưởng dược bậc, nên nhớ quả từ miệng mà ra chú ý vấn đề ăn nói. Trong những ngày này, không có tài tinh chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, dự báo tài vận của người tuổi canh tí kém sắc. Nhiều biến động, có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, bản mệnh thận trọng trong các hoạt động cầu tài, nhất là khi dây vốn làm ăn hoặc cho người khác dây tiền. Cần làm trong khả năng cho phép, hoàn tất mọi thủ tục đầy đủ, nóng dội hay tham lam sẽ khiến bạn lĩnh hậu quả khôn lường. Xem tử di phong thủy và phi tinh, có bác Bạch gặp cửu tử ở trung cung vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc, khu vực này cần được sắp xếp và bài trí hợp lý. Di chuyển những đồ vật có kích thước lớn hoặc phát ra tiếng ồn như tivi, tủ lạnh, tránh việc cản trở các khí, tài khí bay vào nhà. Nếu có thể, tuổi canh tí nên đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để tăng cường từ trường, phong thủy, tích cực thúc đẩy tái khí dưỡng, thu hút vận may tiền bạc. Xem tử vi hàng ngày của tuổi canh tí cho thấy, sức khỏe là phương diện mà người tuổi canh tí cần chú ý nhất trong thời điểm này. Một mặt có thiên nguyệt chủ ốm đau, bệnh tật chiếu mệnh, mặt khác nguyệt lệnh lại rơi vào đất bệnh, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Do ảnh hưởng của thời tiết, bản mệnh dễ bị ốm giặt, mắc các chúng bệnh lây nhiễm theo mùa như cảm cúm, phong hàn, đau mắt đỏ, nên hạn chế tới những nơi đông người cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến hệ bài tiết chủ yếu là thận ăn uống thanh đạm hạn chế ăn mặn nhiều gia vị để giảm tải áp lực cho thận nguyên tắc dưỡng sinh mùa thu là tích cực ăn chua và giảm cây để dưỡng can và tỳ, phòng ngừa các bệnh về tiêu hóa bài tiết ngoài ra nên chú ý thay đổi thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm dậy sớm giúp tinh thần bình ổn tránh khí tiêu điều vào mùa thu nên ngủ trưa để điều dưỡng tốt cho tim làm khỏe tim giảm rủi ro bệnh tim mạch. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi canh tí sinh năm 1960. Trong những ngày này, con giáp này cho dù được thiên ấn trợ giúp để công việc tiến triển theo kế hoạch, nhưng trong quá trình giúp phải không ít khó khăn. Đòi hỏi bản mệnh phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể xử lý tốt mọi thứ. Con giáp này liên tục dướng vào thị phi, bị đồng nghiệp chơi xấu. Chuyện công việc không thuận lợi, bạn thường xuyên dấp phải ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp hoặc không cũng là là những lời móc mỉa, mới móc chuyện cũ từ đối phương. Dù trong ngày này có thiên đức quý nhân xuất hiện, nhưng trợ lực chưa lớn, bản mệnh vẫn phải tự thân vận động là chính. Tài vận thời điểm này của tuổi canh tí có sự biến động lớn, mặc dù chính tài ổn định, nguồn thu nhập chính không thay đổi, nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên nếu không có kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu, e rằng ngày cuối bạn sẽ phải dây mượn nợ nần để trang trải. Người làm kinh doanh, buôn bán vẫn túc tắc nhưng không thật sự lý tưởng, có lẽ dân gian quan niệm thắng cô hồn là hàng mã, mua hàng dễ hỏng hóc hoặc gặp xui, nên tình hình kinh doanh có phần chững lại, đây là xu thế chung hàng năm, bạn không nên quá lo lắng. Xem tử vi những ngày này cho thấy, con giáp tuổi canh tí phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại trong công việc do cục diện tương hại gây ra, thậm chí có những việc bản mệnh đã lên kế hoạch chỉnh chu từ trước nhưng vẫn phải gác lại để giải quyết rắc rối, bản mệnh vẫn phải đối mặt với khá nhiều áp lực và trở ngại. Thời điểm này, dấu hiệu cạnh tranh khá mạnh mẽ, bạn thường xuyên dấp phải ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp hoặc không cũng là những lời móc mỉa, bởi móc chuyện cũ từ đối phương, tiểu nhân đeo bám, mưu sự gặp nhiều khó khăn hơn trước, mặc dù có được sự hỗ trợ của thiên đức các tinh xuất hiện, nhưng trợ lực chưa lớn. Bản mệnh vẫn phải tự thân vận động là chính, thành hay bại phụ thuộc vào bản lĩnh của bạn. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, đòi hỏi bản mệnh phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể xử lý tốt mọi thứ tốt gần hết, lúc này, bản mệnh không nên phụ thuộc vào bất cứ ai, chẳng ai có thể giúp bạn tốt hơn chính bản thân mình, bản mệnh nên suy nghĩ tích cực, buông bỏ, bớt sân si, nhất là khi nguyệt lệnh Lâm Trường sinh thêm cả thiên ấn trợ lực công việc của bạn vẫn có nhiều không gian phát triển. Nếu chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà nản lòng hay bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ chạm tới thành công được. Nên nhớ, khó khăn nào cũng chỉ mang tính tạm thời, kiên trì làm việc bạn sẽ đạt được thành tựu như mong muốn. Theo phong thủy, bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồn phong thủy trên bàn làm việc để mong cầu sự thuận lợi, suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc tử di tài lộc trong những ngày này của tuổi canh tí cho thấy giận khí dượng thời điểm này tuổi canh tí có sự biến động khá lớn không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu tuy nhiên bản bệnh cần chú ý tới các khoản chi tiêu trong cuộc sống chính tài đang rất ổn định nguồn thu nhập chính không thay đổi nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên việc quản lý tiền bạc chưa bao giờ là việc dễ dàng cả vì thế người tuổi canh tí càng không được chủ quan hãy ý thức trong từng việc mình làm. Nhất là việc mua sắm để cân nhắc xem món đồ gì nên mua món gì không nên. Nếu không có kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu, e rằng ngày cuối bạn sẽ phải dây mượn nợ nần để trang trải. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn túc tắc nhưng không thật sự lý tưởng. Có lẽ dân gian quan niệm thắng cô hồn là hàng mã. Mua hàng dễ hỏng hóc hoặc gặp xui nên tình hình kinh doanh có phần chững lại. Đây là xu thế chung hàng năm, bạn không nên quá lo lắng. Xem phi tinh tuần cho thấy, hai các tinh bát bạch và tứ lục đồng cung ở hướng Tây Nam, phương vị này nên thường xuyên được dọn dẹp sạch để tạo nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí dưỡng. Ngoài ra, thì tuổi canh tí có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền tại đây để thu hút tài khí, nhờ đó, công việc làm ăn kinh doanh càng thêm thuận lợi. Phương diện sức khỏe của tuổi canh tí không được tốt lắm, ngoài ảnh hưởng bất lợi của thay đổi thời tiết dẫn đến mệt mỏi, về cơ thể dễ bị nóng trong, thì con giáp này còn gặp một chút căng thẳng về tinh thần nữa. Trong thời điểm này có thiên nguyệt hung tinh xuất hiện, gây ra những tác động tiêu cực khiến cho bản mệnh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện còn chưa xảy đến. Hung tinh này gây ra những nỗi buồn phiền bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe vì thế cũng khó mà tốt được, chính vì thế mà bản mệnh có thể bị đau đầu, mất ngủ, từ đó dễ mắc các bệnh giặc, bản mệnh nên thư giãn tinh thần. Tránh suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chưa xảy ra, hãy tận hưởng niềm vui hiện tại. Ngoài ra, đừng quên việc tập luyện thể dục thể thao, điều này đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện tình hình sức khỏe của bạn trong ngày này. Vì thế, bạn nên sớm ý thức việc này và chăm chỉ tập luyện để đẩy lùi mọi bệnh tật. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn đem tỏi theo bên mình tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu trong nhiều bộ phim từ trung quốc đến việt nam tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ trên thực tế tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của hương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn hương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt hương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ giới thổ địa và đọc lời cầu nguyện Đốt trầm Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của niết bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro. Xui xẻo, hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắt muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.